sản xuất, đồng chí cương, giác chế Nhạc Liên Xuân, biên kịch Triệu Lập Chí, kế hoạch Lý Lập, đạo diễn Lưu Vị. Tập 1. Chu Thọ Xương, tự Khang Thúc, là người Thiên Trường, Hàng Châu thời nhà Tống. Chuyện Chu Thọ Xương từ quan đi tìm mẹ lưu truyền rộng rãi qua nhiều thời. Trước, tại Tần Lang Thiên Trường có mộ hiếu tử họ Chu, thời Hồng Trị nhà Minh từng dựng bia bên cạnh mộ, đến thời Gia Tĩnh dựng hiếu tử đường. Nay mộ và tử đường đều không còn, chỉ còn bia đá dựng năm Gia Khánh thứ hai. Chuyện này được cải biên theo Thọ Xương truyện ghi chép thời nhà Tống. Ồ, lễ hội năm nay đông vui quá. Mẹ ơi, làm đèn đẹp quá. Mình qua bên kia coi nha con. Dạ. Dạ, đẹp quá. Hay quá. Mẹ ơi, qua bên kia đi. Nè nè nè, qua đây xem nè, xem đèn nè. Đằng kia kìa, xem đi. Cho con nè, cho con nè. Đó, thấy không, đẹp không? Mẹ ơi, mẹ coi nè. Con chạy chậm thôi. Mẹ xem, mẹ xem, mẹ coi thật là đẹp. Con ngoan, con ăn đi. Ngoan. Cha, mẹ con chừng nào mới về? Chuyên tâm xem đèn đi. Mẹ đã đi lâu lắm rồi mà, sao bây giờ vẫn còn chưa về? Cha ơi, mẹ con chừng nào mới về lộn? Cha dắt con đi tìm mẹ đi cha. Cha ơi, cha. Thiếu gia, cậu xem, bên kia có lồng đèn tuyệt đẹp. Cha ơi, con nhớ mẹ, con muốn mẹ về với con. Cha ơi, cha mau đi tìm mẹ về đi. Mẹ con, bà ấy sẽ không về nữa. Hả? Đi thôi. Chúng ta đi thôi thiếu gia. Thiếu gia, cậu xem là xiếc khỉ đó. Ồ, coi kìa. Đó, hay quá thấy chưa? Ý hay quá, hay quá. Ồ, vui quá, hay quá. Hay lắm. Ờ, hay quá, giỏi hay quá. Kìa, con nhìn đi. Thấy bạn kỹ đó xiếc hay chưa? Đó, nhìn đi. Hay quá. Hay quá. Ôi, con khỉ này hay quá. Ôi, kìa xem kìa, xem kìa. Hay quá, hay quá. Hay quá. À, hay quá, hay. Mẹ ơi. Hay. Về nhà thôi con. Hay. Cho con coi đi. Chị già đâu? Dạ. Mẹ ơi, dạ bên này. Hả? Thank you.
À, con trai, cháu không tìm thấy mẹ à? Cháu bị lạc đường sao? Mẹ cháu ở đâu? Ta dẫn cháu đi tìm bà ấy. Cháu không biết, mẹ cháu đi lâu lắm rồi mà chưa có về nữa. Cháu nói cha đi tìm, cha nói mẹ không bao giờ về. Cháu nhớ mẹ. Con trai à, đừng khóc nữa. Cháu từ đâu đến vậy? Chúng ta cùng đi tìm cha cháu nha. Dạ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Chu Thọ Sương. Ồ, Chu Thọ Sương. Thọ Sương! Thọ Sương! Thiếu gia! Thọ Sương! Thọ Sương! Thiếu gia! Con ở đây nè. Hả? Cháu bé đã nhận làm người. Tôi đang định dẫn cháu đi tìm các ngài đây. Ồ, phiền chị quá, cảm ơn chị. Ơi, tạ ơn trời đất. Thiếu gia, cậu thiếu chút nữa đã dọa chết tôi rồi. Trời ơi, con xin lỗi. Con không nên chạy lung tung, làm cho cha phải lo lắng. Mình nhất định phải tìm thấy mẹ. Các con ai thử nói xem, các con hiểu gì về hai câu này? Thọ Sương, con có điều gì muốn nói sao? Dạ thưa thầy, ý của câu đầu tiên nghĩa là phải dùng cách đối xử với cha mình để đối xử với mẹ, phải yêu thương mẹ giống như cách yêu thương của cha. Con, sao con lại khóc vậy? Dạ thưa thầy, mẹ con ngay từ lúc con còn nhỏ đã rời xa nhà, tới nay vẫn chưa có về. Nỗi nhớ của con đối với mẹ ngày một nhiều hơn, năm càng lớn hơn. Con còn không biết mẹ con bây giờ sống có tốt không. Con rất muốn được quỳ dưới chân mẹ để làm tròn đạo hiếu. Trước giờ chưa hề nghe tin mẹ nên trong lòng con buồn lắm. Thọ Sương à, ngồi xuống đi con. Người con hiếu thuận nhất định sẽ thành tài. Nè, cạn ly, vô. Cạn ly nha, không sai không về. Giờ tốt đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Nhất bái thiên địa. Vị bái cao đường. Phu thê giao bái. À, chúc mừng. Chu Thọ Sương sau khi trưởng thành thừa hưởng công danh của cha mình ra làm quan. Con đường làm quan mấy mươi năm rất thuận lợi.
Tuy nhiên, ông luôn vì chưa được đoàn tụ với mẹ mình, nỗi niềm thương nhớ canh cánh trong lòng. Đến nỗi cơm nước không thiết, rượu thịt nhắc đến là lệ rơi. Trong hơn 50 năm mẹ con chia cách, ông dò la tin tức về mẹ khắp mọi nơi đều bặt vô âm tín. Mẹ, sao rồi ạ? Ông của các con e rằng không qua khỏi rồi. Đừng vào, ông nội còn có chuyện cần nói với cha con. Thưa cha còn có điều gì chưa thể yên tâm, xin cha cứ dặn dò con. Hài Nhi ở đây ạ. Sương Nhi à, cuộc đời này của cha, việc khiến cha ân hận nhất chính là để cho mẹ của con ra đi. Cha, con à, là chính cha đã sai. Xin cha đừng nói như vậy. Đến giờ cha mới nhận ra cuộc đời này của cha sai lầm lớn nhất mà cha phạm phải chính là không giữ mẹ con ở lại. Cha thật là hối hận. Cha, con cầu xin cha. Con nghe cha nói đây. Thời gian của cha không còn nhiều. Con hãy nghe cha nói cho hết. Cha chỉ muốn để cho con hiểu rằng cưới vợ thành gia cần có đạo nghĩa. Phải có trách nhiệm với gia đình và vợ con. Ta vì đuổi mẹ của con đi mà đã phải ân hận suốt đời. Con cần phải nhớ sau này, phàm là con cái nhà họ Chu đều không được phạm sai lầm mà ta đã phạm. Hài Nhi đã biết rồi. Sương Nhi, cha biết con vẫn luôn vì chuyện của mẹ mà lo lắng, vẫn luôn tìm cách dò la tin tức về mẹ của con. Con phải nhớ, cần dốc hết sức lực để tìm ra mẹ con. Cha... chết cũng được nhắm mắt. Cha. Cha. Thì cha yên tâm, cũng nhất định sẽ tìm thấy mẹ. Cha, bữa nào cha cũng chỉ húp cháo thôi. Con thật lòng lo cho sức khỏe của cha. Cha ăn nhiều một chút đi. Em à, hãy gắp thịt ra. Anh à, là em lo lắng cho sức khỏe của cha không chịu nổi. Người là sắt, cơm là thép, không ăn không uống chịu sao được. Cha không ăn uống gì làm sao mà chịu được. Sức khỏe sẽ bị suy sụp ngay. Cha hãy ăn một chút gì đi. Các con ăn đi, cha không ngon miệng. Ông à, ông ăn chút cháo đi. Tối qua tôi lại nằm mơ thấy mẹ. Tôi nói chuyện với mẹ. Tôi cất tiếng gọi mẹ. Nhưng hình như bà không nghe thấy. Tôi đang đứng ở cổng nhà chúng ta. Nhưng không sao mà cất nổi chân lên. Mở to mắt nhìn mẹ tôi đang rời xa. Cha, điều này chứng tỏ bà cũng đang nhớ về cha. Đúng vậy. Có lẽ bà vẫn còn khỏe. Bà cũng đang nhớ cha. Cha mau ăn đi. Lão già, ông hãy ăn hết bát cháo này đi. Sắp nguội rồi. Cha, người mà chúng ta nhờ kể lần trước vẫn chưa có tin sao? Cha ơi, cha đừng quá lo. Nhất định sẽ có tin tức. Cha nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình. Bữa nào cũng chỉ ăn cháo loãng như vậy, nếu như bà nội mà biết được cũng sẽ rất lo lắng cho cha. Cha ăn chút gì đi. Cha biết rồi, các con không phải lo lắng. Sức khỏe của cha vẫn còn tốt. Các con cứ hãy ăn đi. Mẹ, cha cứ không ăn gì như vậy cũng không phải là cách đâu. Con rất hy vọng có thể tìm thấy bà nội, càng nhanh càng tốt.
Thưa cha, ta tin rằng bà nội con vẫn còn sống. Ông trời sẽ không đối xử với ta như vậy đâu. Cha một đời hành thiện tích đức, ông trời sẽ rất công bằng. Trời cũng có ngày chúng ta sẽ tìm thấy bà nội. Ừ. Ngay cả loài chim cũng biết hiếu thuận với cha mẹ. Làm người thì càng nên phải thấu hiểu đạo hiếu. Nhưng mà ta thật sự không biết mẹ đang ở nơi đâu. Nhìn thấy mình ngày một càng già đi, ta thật lo sợ rồi sẽ có ngày. Cha, hãy để chúng con dốc toàn sức lực đi dò la tin tức của bà nội. Con tin rằng chỉ cần chúng ta có lòng chí hiếu, chí thuận sẽ khiến trời đất cảm động cho chúng ta tìm được bà nội. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Đi đâu vậy? Chừng nào mẹ mới về với con? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Cầm lấy con trai, sao không sao, chỉ là mơ thôi. Để tôi rót nước cho ông uống nha. Mẹ, lão gia, từ ngày tôi về nhà họ Chu, trong 30 năm ngày nào ông cũng vẫn luôn đi tìm kiếm mẹ. Tấm lòng hiếu thuận này khiến cho tôi cảm thấy rất vui mừng. Nhưng thường có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có rất nhiều chuyện đã được sắp đặt trong cuộc đời, ông đừng quá lo lắng. Phu nhân à, ta đã qua tuổi tri thiên mệnh rồi, một ngày còn chưa có tin tức của mẹ. Trong lòng ta nóng như lửa đốt. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn dưỡng mà cha mẹ không đợi. Ta thật lòng sợ. Lão gia, chúng ta sẽ tìm thấy mẹ. Nhất định sẽ tìm thấy. Chúng ta sẽ nhất định tìm thấy mà. Cha ơi, cha ơi, vào đi. Cha ơi, có tin tức của bà nội rồi. Cha ơi, tìm thấy bà nội rồi. Tạ ơn trời đất có lòng chiếu cố. Xem ra tấm lòng hiếu thuận của cha đã cảm động được trời đất, lần này nhất định sẽ tìm thấy bà nội. Tạ ơn tổ tiên đã phù hộ. Cha ơi, người tìm kiếm được tin tức đang đợi cha ngoài phòng khách. Chúng ta qua đó mau. Vất vả cho ông quá, xin mời uống trà. À, được, 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 được. À, cha. Xin nhận lại này của Chu mổ, vô cùng cảm tạ. Chu đại nhân quá lời rồi, tiểu nhân không dám. Ngài chính là ân nhân của tôi. Tôi cũng chỉ là dò hỏi được một vài thông tin. Chu đại nhân như thế khiến tiểu nhân ai nay không yên. Tìm mẹ bao năm, trước giờ vẫn luôn bật vô âm tín. Hôm nay xem như... Chu đại nhân, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên nghe người ta nói lão thái thái bây giờ hình như đang ở vùng Đồng Châu thuộc tỉnh Thiểm Tây. Hơn 30 năm rồi, hơn 30 năm rồi. Mẹ, cuối cùng cũng đã có tin của mẹ.
Chu đại nhân có tấm lòng hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ có ngày tìm được lão thái thái. Xin đa tạ. Đa tạ. Tập 2. Anh nói lần này cha sẽ phái ai đi tìm chứ? Tốt nhất là một trong hai anh em chúng ta. Như vậy cha sẽ yên tâm hơn. Đúng vậy, tìm được bà nội rồi, gánh nặng lâu nay trong lòng cha cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Từ khi chúng ta bắt đầu hiểu chuyện, cha vẫn luôn dò la tin tức của bà nội. Cha làm vậy cũng đã nhiều năm rồi. Cha chúng ta đã phải chịu đựng biết bao đau đớn. Nhìn thấy ước nguyện của cha sắp thành hiện thực, chúng ta cũng nên hành động theo chữ hiếu. Đúng đó, anh à, em dự định sẽ đi tìm bà nội để cha được yên tâm. Em à, lần này để anh đi nha, còn em ở nhà chăm sóc cho cha mẹ. Anh à, tuổi em còn trẻ, cứ để cho em đi đi. Trên đường đi sẽ gặp gió táp mưa sa, cứ để cho em đi, em sẽ làm tốt mà. Em trai, chúng ta đừng giành nhau nữa, hãy nghe theo sự sắp xếp của cha. Cho dù em đi hay là anh đi, bất luận thế nào cũng phải tìm cho được bà nội. Mẹ, con đã để mẹ phải chịu khổ. Tạ ơn tổ tiên trên trời phù hộ độ trì, thọ xương nay đã có được tung tích của mẹ. Quyết tâm đón mẹ trở về, chăm sóc phụng dưỡng cho tròn chữ hiếu. Mong tổ tiên phù hộ thọ xương lên đường thuận lợi. Hôm nay tại đây ta muốn tuyên bố một việc. Cả nhà đều biết rồi. Nhiều năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm mẹ. Hôm nay cuối cùng cũng có được tin tức của mẹ, cho nên ta đã từ quan, quyết định đi đến Thiểm Tây để tìm kiếm mẹ. Sau khi ta đi, mọi người cần ghi nhớ lễ nghĩa hiếu để, mọi việc lớn bé trong nhà đều phải đặt chữ hiếu lên đầu. Thức khuya dậy sớm chẳng thẹn với đứng sinh thành. Nghĩa của câu này là thức khuya dậy sớm, hành vi cử chỉ không được làm ô nhục cha mẹ tổ tiên. Các con cần ghi nhớ. Các con ở nhà phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Xin cha cứ yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc cho mẹ. Nhưng mà... Cha để con và anh đi đi. Cha đã nhiều tuổi như vậy rồi, đường xá xa xôi làm sao mà chịu được chứ. Không sao. Cha tuổi tác đã cao, sợ rằng không thể dầm mưa dãi nắng bên ngoài. Xin cha hãy để cho con và em thay cha đi tìm bà nội. Người làm con mới hiểu nỗi nhớ cha mẹ. Kể từ khi mẹ bỏ đi vào năm ta 7 tuổi, không ngày nào là ta không thương nhớ về mẹ. Cầu mong cho mẹ đừng đau đừng ốm, phúc thọ an khang. Kể từ khi ta trưởng thành đến nay, trong lòng đã đặt ra một ước nguyện, tìm thấy mẹ để làm tròn đạo hiếu. Lần này nhất định ta phải tự mình đi mới có thể thỏa mãn nguyện vọng tỏ lòng hiếu thuận. Lão già, con nói cũng rất có lý. Ông tuổi tác đã cao, không thể trèo đèo lội suối lặn lội đường xa. Nếu ông trên đường có mệnh hệ gì, ông nói tôi và hai con làm sao yên tâm đây? Đúng vậy cha, cha hãy yên tâm giao việc này cho con đi mà. Con nhất định có thể tìm thấy bà. Ý ta đã quyết, mọi người không cần phải nói nhiều nữa. Cha ơi, tấm lòng hiếu thuận của cha khiến cho hài nhi tự thẹn với lòng. Nhưng mấy hôm nay lại đúng vào lúc mưa dầm, thời tiết thay đổi thất thường, hơn nữa đường xa dặn dặm. Xin cha hãy đợi đến lúc tiết thu mát mẻ hãy hẳn lên đường cha à.
Con à, các con nên phải hiểu đạo lý. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Con muốn dưỡng mà cha mẹ không chờ. Cha lần này dỗ lên đường chính là muốn nhanh chóng tìm ra bà nội để sớm làm tròn đạo hiếu. Chúng con hiểu rồi. Các con ở nhà phải phụng dưỡng mẹ thật tốt. Xin cha yên tâm. Ta tìm thấy mẹ sẽ trở về ngay thôi. Sở dĩ ta một mình lên đường đi tìm kiếm mẹ cũng là vì muốn thể hiện tấm lòng hiếu thuận chân thành. Mọi người không cần lo lắng nhớ nhung. Chúng ta cần tin rằng ông trời có mắt, trời xanh ắt sẽ phù hộ cho người chí hiếu chí thiện. Các con ở nhà phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Trời. Lão gia đi đường cẩn thận. Thương khách, ngài chắc đã đi liên tục mấy ngày rồi. Sao ông lại biết được vậy? Tôi ở đây suốt ngày nhìn thương khách qua lại, không nói đến một vàng thì cũng đến 8,000. Nhìn ngài là biết ngay là đã đi liên tục mấy ngày. Nhìn ngựa của ngài xem nó mệt lắm rồi kìa. Sắc mặt của ngài cũng không được tốt, chắc là do quá vội vã lên đường rồi. Có thể hỏi thăm ngài đây là ngài định đi làm gì vậy? Tôi... Ông chủ, có thể cho tôi xin ngụm nước được không? Được chứ. Đây. Cảm ơn ông. Thêm chén nữa nha. Đây. Dạ cảm ơn. Cảm ơn ông. Phía Bắc lại có đánh nhau à? Quân Liêu đã xâm chiếm nhà cửa của chúng tôi. Cha của đứa trẻ đã bị thất lạc trên đường chạy loạn. Tôi muốn đưa đứa trẻ đi về phía Tây để tìm cậu của nó. Quân Liêu thật là đáng ghét mà. Còn cách nào khác nữa đâu. Quân đội của chúng ta đánh không lại bọn họ. Dân chúng đành phải chịu khổ thôi. Mẹ ơi, con đói bụng. Mẹ ơi. Ê, thức ăn mà ta mang theo trưa nay đã hết rồi. Thôi thì cô đi đến gần đây xem sao, xem có thể xin được chút gì không. Đại thúc à, có thể để đứa trẻ này nghỉ chỗ của ông một chút được không? Được chứ. Con à, để mẹ đi xin chút cháo về cho con ăn nha. Con hãy ở lại đây, đợi mẹ, có được không? Mẹ đi một chút rồi sẽ về, đừng sợ, ngoan. Không, con không muốn rời xa mẹ. Con ngốc quá à, mẹ đâu nỡ rời xa con. Không phải con đói lắm sao, để mẹ tìm chút thức ăn, mẹ sẽ về ngay. Không đâu, con không muốn rời xa mẹ. Lần trước con không tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi, con không ăn cháo nữa đâu. Con không đói, con không muốn rời xa mẹ. Con hết đói bụng rồi. Con không muốn rời xa mẹ.
Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ phải đi xa một chuyến. Con không đi nữa. Con ngoan, con không đi được đâu. Mẹ, nhưng sao mẹ lại khóc? Mẹ không sao, mẹ phải đi xa một chuyến. Con à, con không thể đi cùng với mẹ đâu. Con cần phải nhớ, con phải nghe lời. Vậy chừng nào mẹ mới về với con? Mẹ sẽ về nhanh thôi. Thiếu gia, lão gia đang đợi để nghe cậu đọc sách. Con ngoan nghe lời, mau mau đến chỗ cha con đi. Mẹ đừng có đi nữa, mẹ đang khóc kìa kìa. Đi xa phải vui mới Thiếu phải gia, chứ. Mau vào nhà cùng tôi đi, đến muộn rồi lão gia sẽ tức giận đó. Mẹ ơi, mẹ. Con ngoan, nhìn thấy cái dòng này chính là đang nhìn thấy mẹ. Con biết rồi. Con ngoan, mau vào nhà đi. Mẹ vài ngày nữa sẽ về mà. Đi thôi thiếu gia, đừng để lão gia lo lắng. Đi thôi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đừng có đi mà mẹ ơi. Mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi, ở lại thiếu gia, với con. Thiếu gia à, cậu không đi được đâu. Mẹ. Thiếu gia à. Thiếu gia, thiếu gia, ta muốn mẹ, mẹ ơi ở đây với con, mẹ thiếu không biết đi đâu hết mà mẹ ơi, con không muốn xa mẹ, mẹ đừng đi, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà mẹ ơi, mẹ ơi. Xin hãy nhận lấy cái này, xem như là lộ phí của cô và con. Đại thúc à, thế này không được đâu, tôi... À, cô cứ cầm lấy đi, hãy vì con trẻ. Hãy nhớ đừng có rời xa mẹ cháu, cho dù cháu đã lớn khôn, không còn sợ hãi cũng đừng rời xa mẹ cháu. Cháu nhớ rồi, thưa ông. Cầm lấy đi, trên đường đi, đừng để cháu bé bị đói. Cảm tạ ân nhân, cảm tạ ân nhân. Mà đứng dậy đi. Mau đi, con trai à, hãy cúi đầu lại tạ ân nhân. Cháu bé à, cháu cần phải nhớ. Trưởng thành rồi cũng không được rời xa mẹ dạ, cháu. Dạ cháu nhớ rồi, cảm ơn ông mà. Xin tạm biệt. Ân nhân, rồi sẽ có ngày Dương thị tôi báo đáp đại ân đại đức của ngài. À, sau này gặp lại. Ông trời sẽ luôn phù hộ người tốt. Ngựa à, vì để sớm tìm được mẹ của ta, khiến mày phải bôn ba không kể ngày đêm, vất vả cho mày quá. Chà, chà. Ăn no rồi, mày cũng cần phải nghỉ ngơi. Mấy ngày nay mày cũng vất vả rồi. Mẹ vẫn khỏe chứ? Kẹo hồ lô ngào đường đây. Rau tươi, rau tươi đây. Nè, kẹo hồ lô cháu. Xin mời bà con cô bác. Rồi, ghé xem luôn. Khách quan, tôi vừa nhìn đã biết ngài không phải người dùng này. Ngài đến quán tôi ăn cơm là ngài đã chọn đúng nơi rồi. Xin mang cho tôi một bát cháo trắng và một cái bánh bao nhé. Khách quan, nhìn ngài biết ngay là người giàu có sang trọng. Nhất định phải nếm thử đặc sản của bác chúng tôi. Có cá chép hấp đó. Được rồi, ta chỉ cần một bát cháo trắng, một cái bánh bao. Nếu như có dưa muối xin hãy mang lên một dĩa.
Ê, chảo trắng, bánh bao, dưa muối hả? Đúng vậy, làm phiền rồi. Đây chẳng phải là Dương Tiêu gia sao? Đã lâu rồi ngài không đến quán nhỏ của tôi. Đây, mời ngồi, mời ngồi. Hôm nay ngài sẽ... Thức ăn làm như mỗi lần ông làm đi. Dần, ngài đợi một lát, tôi lập tức mang Tây Hồ Long Tỉnh đến mời ngài thưởng thức. Ngài cứ chờ một lát. Mày hãy mau nói, tình hình lão thái thái như thế nào rồi? Ô lão thái thái. Nói. Tóm lại người trong nhà rất lo lắng, sư mẫu phái còn đi suốt đêm báo tin cho ông, nói lão thái thái lần này có vẻ... Mời đại phu rồi chứ, đại phu nói như thế nào? Đại phu nói đây là thời điểm quyết định, nếu như lão thái thái có thể vượt qua được thì... Đừng có ấp à ấp úng nữa, nói mau lên. Nếu vượt qua được thì lão thái thái có thể sống thêm vài năm, nếu không qua được lần này sẽ... Đến rồi. Dương Tiêu gia, Long Tỉnh của ngài. Nè, chảo của ông đó. Nếu không được thì mời đại phu khác. Đại phu hiện nay chính là người giỏi nhất rồi. Đại phu, Dương Tiêu gia, ngài muốn tìm đại phu sao? Sao hả, ông có biết ai giỏi không? Không chỉ là giỏi mà còn là thần y. Chỉ là tôi không quen thôi. Nhưng mà tôi biết sao núi có một vị thần y, nghe nói là đến để ẩn cư, xuất quỷ nhập thần, hiếm có người gặp ông ấy lắm. Hả? Ông không lừa ta đó chứ? Gan tôi lớn bằng 10 gan hầm mật gấu, tôi cũng đâu dám lừa ngài. Chuyến tiêu này rất quan trọng, ta không thể không đi. Như vậy, Nhị và Tam, hai người mang theo ít tiền để tìm thần y, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ cùng ta đi Dương Châu. Xe tiêu phải do tự tay ta đến nơi, sau đó phóng ngựa trở về. Tướng lệnh! Xin sư phụ yên tâm, chúng con dù lật tung núi cao, nhất định sẽ tìm cho ra vị thần y đó. Tốt. Tráng sĩ, ông là... Tôi chỉ là khách qua đường, vừa rồi nghe được câu chuyện của ngài, tại hạ có vài lời muốn nói. Mời nói. Tôi cho rằng tốt nhất là ngài nên về để chăm sóc cho mẹ ngài. Xe tiêu hãy để đồ đệ ngài áp giải, phái đồ đệ khác đi tìm kiếm thần y. Huynh đài, có lẽ ngài chưa biết, làm nghề của chúng tôi quan trọng nhất chính là danh dự. Người khác áp tiêu chính là nhìn vào lá cờ của Dương Võ tôi đây. Nếu tôi không đi mà trên đường xảy ra mất mát, cái mất đi chính là danh dự của chính tôi. So với mẹ của mình, danh dự của ngài lẽ nào lại quan trọng đến vậy? Chuyện trên giang hồ có lẽ ngài không hiểu, đó chính là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Chúng tôi cho dù mất mạng cũng không thể mất danh dự và tín nghĩa. Chữ hiếu đứng trên tất cả. Một người nếu như ngay cả đạo hiếu cũng không làm được, sao anh ta có thể nói đến danh dự được chứ? Bệnh của mẹ tôi là bệnh lâu năm rồi, một năm tái phát mấy lần, chỉ cần uống thuốc thôi là khỏi. Tôi đem tất cả thù lao của chuyến tiêu này để mời thần y, cũng là cách bày tỏ lòng hiếu thuận. Tiêu sư à, ngài không thể làm như vậy. Ngài hãy thôi đi. Tiêu sư, lẽ nào ngài không hiểu nỗi khổ con muốn dưỡng mà cha mẹ không đợi? Ông đang làm cái gì vậy? Ông hãy yên lại ăn cháo của ông đi, đừng có gây chuyện nữa. Ông không hiểu, tôi chỉ là vì ông ấy. Đi, ông đừng có mà kiếm chuyện nữa nghe chưa? Hay là tôi đổi bàn cho các ngài? Không cần đâu, gói thức ăn lại, chúng tôi phải lên đường gấp. Dân ạ. Các ngươi hãy cầm lấy tiền, nhất định phải tìm cho được thần y. Sư phụ yên tâm. Ta sẽ tranh thủ ngày đêm để đến Dương Châu, về nói với sư mẫu ta sẽ nhanh chóng trở về. Dạ. Chủ quán tính tiền. Của ông tất cả hết. Hả? Ông bị sao vậy? Hả? Túi của tôi đâu rồi? Túi của ông hả? Cái túi tôi để ở trên bàn đã không còn nữa. Ông thử tìm kỹ lại xem, tiệm tôi không có ăn trộm. Chắc chắn không còn nữa, tôi rõ ràng là để trên bàn kia mà. Vậy ý của ông là không có tiền trả sao? Không phải, tôi có tiền ở trong túi của tôi đó. Túi của ông đã không còn nữa à? Đúng vậy. Ông cứ nói thật đi, muốn ăn quỵt à, có phải vậy hay không? Không phải, tôi có tiền mà. Tôi đúng là có tiền, nó ở trong túi của tôi, nhưng túi của tôi đã mất rồi.
Đủ rồi, đừng có giả vờ nữa, mau trả tiền cho tôi. Tôi... Hả, ông vừa vào đến cửa tôi đã thấy không ổn rồi. Thảo nào vừa nãy cũng có bắt chuyện với Dương Tiêu Gia, thì ra là muốn ăn cơm chùa sao? Không phải... Mau trả tiền đây. Tôi... túi của tôi mất rồi. Không có tiền à? Đi, cùng ta đi gặp quan. Anh nghe tôi nói đã. Tôi... Ông muốn nói gì chứ? Đi mà nói chuyện với thông phán kìa. Chúng ta đi gặp quan phủ nói chuyện. Tập 3. Đi, mau lên. Đừng có chờ. Gặp quan thông phán giám châu, xem ông còn xảo quyệt được nữa hay không. Có chuyện gì? Anh bắt được một tên ăn trộm. Đợi đã, bên trong còn đang xử một tên ăn quỵt đó. Thật thú vị, quan gia ăn quỵt bị xử lý thế nào ạ? Cái này còn cần phải xem tâm trạng của thông phán rồi. Vào trong nói lý lẽ cả nửa ngày vẫn chưa xong. Có phải là kiểu người gọi cả một bàn thức ăn rồi ăn sống ăn chết, cố cho được bữa no rồi ngồi tù 3 năm mặc dù không có tiền? Trước khi ăn thì đã nghĩ cùng lắm thì vào gặp quan phủ, dơ người chịu phạt dạy gãy là sống. Tôi cảm thấy không giống. Người đó xem ra nho nhã nhẹ nhàng, thật thà lương thiện. Hơn nữa chỉ ăn có một bát cháo trắng thôi, ăn một cái bánh bao nữa. Có kiểu người ăn quỵt như vậy hay không? Quan gia, người nói người đó làm sao? Một bát cháo trắng, một cái bánh bao. Đúng vậy, mà sao? Anh quen sao? Ngươi hãy tự lo cho thân mình đi. Tội danh ăn cắp không nhẹ đâu, chúng ta có đầy đủ vật chứng rồi. Quan gia, có thể vào xem không? Cái tôi trộm có thể là túi xách của người đó. Vậy thì đứng ngoài cửa nhìn thử xem. Chu Thọ Sương, nếu muốn bản quan tin ngươi là quan đi tìm mẹ, ngươi có gì làm chứng không? Túi của tôi đã mất rồi. Người nói ngươi cũng từng làm quan, ngươi có lý lịch gì chứng minh hay tính vật làm quan gì? Tất cả đều để ở trong túi. Vì việc muôn dặm tìm mẹ mà ngươi nói, ngươi làm thế nào để bản quan tin? Tôi ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã không ở bên cạnh, dò la tìm kiếm hơn 30 năm. Cuối cùng cũng có được tin tức của mẹ, tôi bèn quyết định từ quan tìm mẹ. Nhưng vừa đặt chân đến vùng này thì bị mất túi sách, toàn bộ lộ phí của tôi nằm trong đó. Hả? Cái dòng này mẹ tôi trước lúc đi đã để nó lại cho tôi, có thể xem như là tín vật, mời đại nhân xem qua. Ông hay thiệt, cất giấu của quý lại không chịu trả tiền. Ông đem cái này đi cầm thì có tiền ngay thôi. Cái này là tín vật duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi mà. Ta không cần biết nhiều như vậy. Ông ăn cơm của nhà ta thì phải trả tiền. Đưa cho ta, ta đi cầm đồ. Đưa cho ta, ông đưa cho ta. Đưa đây, đưa đây. Đưa đây. To gan. Trên công đường không thể để ngươi làm bậy được. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Nói như vậy không phải là ngươi cố tình ăn cơm mà không trả tiền? Đúng vậy thưa đại nhân, lộ phí của tôi đều nằm trong cái túi mà tôi đã bị mất cắp. Đại nhân, hắn nói bậy, từ khi bước chân vào quán con đã không thấy hắn có cái túi nào hết. Nếu không có tiền ăn cơm, tôi tất nhiên sẽ không bước vào hàng cơm. Hơn nữa, con ngựa tốt mà tôi đang cưỡi đó, bây giờ vẫn còn cổng ở cửa hàng cơm, xin đại nhân minh xét. Nếu như tôi ngay cháo cũng không ăn nổi, sao lại có thể có con ngựa tốt đó chứ? Đại nhân, sao còn bắt hắn bán con ngựa đi để trả tiền cơm chứ? Nếu ngươi còn dám ở trên công đường nhiều lời thêm nữa sẽ bị phạt đòn. Tiểu nhân không dám. Chu Thọ Sương, bây giờ có hai cách. Một là ngươi bán con ngựa để trả tiền cơm. Hai là ngươi ở lại làm công 3 ngày trong quán để trả tiền cơm. Đại nhân, tiểu nhân có lời này không biết có nên nói hay không. Nói đi. Nếu ông ta ở lại quán con làm việc thì cũng phải ăn cơm của chúng con, vậy 3 ngày đó. Tiền công của hắn các ngươi đã trừ vào tiền cơm rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Dạ con biết rồi. Tôi nóng lòng tìm mẹ, phải bỏ lỡ 3 ngày rồi. Oan uổng quá. Oan quá. Có chuyện gì vậy? Dạ hồi bẩm đại nhân, con cũng không biết. Nhà ngươi có oan uổng gì? Tiểu nhân không hề oan ức gì cả, người này mới bị oan à? Ngươi nói thử xem, chuyện là thế nào? Tiểu nhân tên gọi là Ngụy Tam, nhà ở thôn Mã Ẩm, Nam Thành, hàng ngày làm trưởng mưu sinh, trong nhà còn đang phụng dưỡng một mẹ già. Gần đây mẫu thân bệnh nặng,
Tiểu nhân đã cầm cố hết tất cả tài sản vốn có trong nhà để mời đại phu, nhưng bệnh tình của mẹ vẫn chưa giảm, ngược lại ngày càng nặng. Tiểu nhân không còn cách nào khác, đành phải ăn trộm bên đường. Ông ấy chính là người đầu tiên mà tiểu nhân lấy trộm đồ, đó chính là ổng. Kết quả tôi bị bắt ngay tại trận. Đúng lúc nghe chuyện ông ấy muôn dặm tìm mẹ, tiểu nhân cảm động, khôi nguôi tự thấy hổ thẹn, bèn liền xông vào công đường để kêu oan cho ông ấy. Tôi còn máy đang ở đây ạ. Mau trình lên đây. Đại nhân, bên trong có tờ công văn sau khi từ chức, vị quan kế nhiệm đã viết để tôi cầm đi trên đường, mời ngài xem. Ủa? Chu đại nhân mau đứng dậy. Chu đại nhân, hào hoàng đắc tội với ngài, xin lượng thứ. Xin đừng nói vậy, ngài phụng sự diệt công, Chu mỗ có thể hiểu mà. Chu đại nhân, người suýt nữa khiến bản quan hiểu lầm, còn không mau tạ lỗi với Chu đại nhân. Chu đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin ngài xá tội. Không sao, đây, ta trả tiền ăn của ta cho anh. Anh hãy đứng lên, nhận lấy đi. Thông phán đại nhân, anh ta cũng chỉ làm theo trách nhiệm mà. Đứng dậy đi, mau cảm ơn Chu đại nhân. Tạ ơn Chu đại nhân, tạ ơn Chu đại nhân. Cầm lấy đi. Chu đại nhân, tấm lòng của ông thật là bao dung, vừa nãy đối xử với ông như vậy con thật xấu hổ. Con có lỗi với ông lắm. Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Chu đại nhân, thứ lỗi cho tại hạ không đưa tiễn, vì còn có án cần xử. Tiểu nhị, quay về cho ngựa Chu đại nhân ăn thật no. Thưa dân. Phán quan đại nhân, anh ta ngài định xử lý thế nào? Anh ta thuộc tội trộm cắp, cần tống giam chịu tội. Con cũng nhất thời bị ma quỷ ám. Con, mẹ con phải làm sao ạ? Thông phán đại nhân, có thể nói riêng vài lời với ngài không? Xin mời. Chu đại nhân xin cứ nói. Tên Ngụy Tam mặc dù đã phạm quốc pháp, nhưng hắn ăn trộm đồ cũng là vì để chữa trị cho mẹ đang ốm nặng. Lòng hiếu thuận của hắn cũng là thuộc lẽ thường tình. Ngài xem có thể cho một cơ hội không? Điều này, Chu đại nhân, hắn đã phạm vào quốc pháp. Nếu như chúng ta không trừng phạt hắn, nói lớn ra thì chính là không trung với nước. Tốt, ngài là một vị quan tốt. Chu đại nhân quá lời rồi. Nhưng xin thông phán đại nhân nghĩ kỹ lại xem, nếu như không có hiếu, sao lại có được trung đây? Tôi nói là cho một cơ hội, không phải là không trừng phạt hắn, mà chính là nên trừng phạt theo cách khác. Hắn ăn trộm túi của ngài khiến ngài bị mất mặt, ngài còn nói đỡ cho hắn như vậy, hạ hoàng bái phục. Bởi vì trong nhà hắn còn có người mẹ già bệnh nặng không ai chăm sóc. Thông phán đại nhân, ngài hãy niệm tình, một là anh ta vì mẹ mình, hai là lần đầu. Trong lần này hãy dùng một hình thức khác trừng phạt hắn, để hắn sau này không thể quên ăn trộm đồ là không đúng. Cực khổ cỡ nào cũng phải hành xử theo lương tâm mình sống, dựa vào sức lực của chính mình. Chu đại nhân có cao kiến gì? Ngài xem thế này có được không? Chu đại nhân, ông mới đúng là một vị quan tốt. Ngụy Tam, ngươi biết tội chưa? Ngụy Tam biết tội à? Dựa theo hình luật Đại Tống, ngươi bị giam vào ngục tối. Nhưng mẹ của con, bà ấy sẽ không có ai chăm sóc đâu thưa ngài. Ngụy Tam, ngươi có muốn chăm sóc mẹ ngươi không? Dạ có. Thôi được, bản quan cho phép ngươi về nhà chăm sóc mẹ già bệnh nặng, nhưng không phải là không trừng phạt ngươi nữa. Đại nhân, chỉ cần có thể chăm sóc mẹ, ngài trừng phạt thế nào tiểu nhân cũng chấp nhận à. Người nên nhớ, sau này cho dù thế nào cũng không được phép làm những việc vi phạm pháp luật trái với lương tâm. Dạ tiểu nhân không dám nữa à. Bản quan trừng phạt ngươi, ngay sau khi mẹ ngươi khỏi bệnh, cứ cách 3 ngày ngươi phải đến nhà lao quan phủ quét dọn vệ sinh một lần. Ngươi hãy nhìn những phạm nhân khổ hình đang nằm trong lao ngục kia, nỗi nhớ của họ đối với cha mẹ dơ con. Ta tin rằng sau này ngươi không dám làm chuyện xấu nữa. Tạ ơn thông phán đại nhân, tạ ơn thông phán đại nhân. Ân đại đức của ngài, Ngụy Tam con khó mà đền đáp. Ngụy Tam, ngươi phải tạ ơn Chu đại nhân mới đúng, là ông ấy cầu xin cho ngươi đó. Tạ ơn Chu đại nhân, tạ ơn Chu đại nhân.
Tạ ơn chú đại nhân. Tạ ơn chú đại nhân. Ngụy Tam, chú đại nhân, chú đại nhân, cảm ơn ngài vừa rồi đã giúp con. Ta không phải là vì ngươi mà là vì mẹ ngươi. Nếu như ngươi lại phạm tội thì sẽ bị phạt nặng. Con đã biết tội rồi và sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy nữa. Vậy thì tốt, hãy nhớ làm người cần nhất là phải không thẹn với lòng mình. Ngươi đi cùng ta. Đi đâu ạ? Đi thôi, ta đi lấy ngựa đã. Chú đại nhân, ngài muốn đưa con đi đâu vậy ạ? Đi rồi ngươi sẽ biết thôi. Đây chính là tiệm thuốc đông y tốt nhất thành mà. Đi, chúng ta sẽ mời đại phu cho mẹ ngươi. Được, chú đại nhân, đại phu ở đây cũng mời không nổi đâu. Hơn nữa, mà đại phu của Từ Đế Đường này không phải ai cũng có thể mời được đâu ạ. Cứ đi theo ta. Xin chào hai vị, xin hỏi các ông muốn... Chúng tôi muốn mời Mã đại phu khám bệnh. Đã hết thời gian khám bệnh rồi, mời hai vị về cho. Xin hãy chờ chút. Nhờ cậu báo với Mã đại nhân có một người già bệnh nặng muốn mời ông ấy khám bệnh. Việc trị bệnh cứu người là việc nguy cấp mà. Xin lỗi ngài, lão gia đã dặn dò hết thời gian khám bệnh nhất loạt từ chối, hẹn ngài sáng sớm ngày mai. Người ốm đau bệnh còn phân biệt thời gian sao? Trách nhiệm của đại phu là trị thương cứu người, ngay cả đạo lý cơ bản này lão gia nhà các ngươi nên phải dạy cho ngươi rồi chứ. Lão gia nhà chúng tôi sức khỏe không tốt, mỗi ngày chỉ có thể khám cho vài người, hết thời gian rồi, nếu như tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của lão gia. Xin mời hai vị về cho. Thưa đại nhân. Chú đại nhân. Hả? Chú đại nhân, chúng ta đi thôi. Chân này chắc đủ để Mã đại phu làm phí khám và chữa bệnh rồi chứ. Ngài đợi một lát, tôi sẽ đi thông báo ngay. Lão già ơi, bên ngoài có hai người muốn mời ông đi khám bệnh á. Mày không nói hết giờ khám bệnh rồi sao? Con nói cả nửa ngày, họ cứ buộc phải gặp được ông, ngay cả bạc họ cũng mang tới rồi. Bạc à? Ta còn thiếu chút bạc lẻ ấy à. Đuổi bọn họ đi ngay đi. Con nghe thấy cái người nhìn vẻ quê mùa nghèo khổ kia xưng hô với người còn lại là Chu đại nhân gì đó. Trong châu phủ không có vị quan họ Chu nào hết mà. Tóm lại người đàn ông đó nói chuyện rất là đàng hoàng lịch sự, có cảm giác là người có học phải không? Đi, mau xem thử. Đợi lâu rồi. Xin chào Mã đại phu. Lão gia ơi. Chỉ là bệnh cũ thôi, xin đừng chê cười. Thân thể này của tôi là một ngày một tệ hơn, cho nên người nhà cũng vì sức khỏe của tôi mới đặt ra quy định về thời gian khám chữa bệnh. Vì lo lắng tôi có chuyện gì không hay xảy ra, người nhà bệnh nhân cũng hiểu rõ điều này. Nếu xảy ra vấn đề gì với sức khỏe của tôi cũng không giúp cho người khác chữa bệnh. Ngài nói có phải không? Đúng, nhưng hiện quả thật là có một vị thái thái đang lâm trọng bệnh, rất cần diệu thủ hồi xuân của ngài. Ngài chính lão phu sức khỏe cũng lực bất tòng tâm. Xin mời hai vị về cho. Mã đại phu à, cứu người rất gấp, cầu xin tôn giá đến thăm bệnh một lần. Nếu như số ngân lượng này không đủ, chúng ta lại thương lượng, xin hãy cứu người trước. Ngân lượng không đáng gì cả,
thật sự cần đến sự giúp đỡ của đại phu chúng tôi, cho dù không có ngân lượng cũng sẽ cứu giúp thôi. Người làm thuốc lòng với cha mẹ, chứ bệnh cứu người là bổn phận của chúng tôi. Chỉ là sức khỏe hiện tại của tôi chịu không nổi rồi. Vậy thôi, vậy thì chúng tôi sẽ tạm cất ngân lượng đi đã. Mời về cho. E rằng má đại phu cần phải đi cùng chúng tôi một chuyến, đến xem qua người bệnh này một lát. Tiện khách. Xin mời. Đợi chút. Thư của thông phán Tri Châu đại nhân viết riêng cho ngài đó. Hả? Bao đưa ta xem. Thì ra là Chu đại nhân. Chu đại nhân, nếu ngài nói sớm cho thằng bé để thông báo một tiếng thì đâu có xảy ra cơ sự này. Nào Chu đại nhân, mời ngài ngồi. Không cần đâu. Mau mang trà nhanh lên. Không cần đâu. Mã đại nhân, cứu người rất gấp. Chuẩn bị xe. Chú đại nhân, nếu ngài đã mệt rồi, xin mời lên xe ngựa ngồi. Cảm ơn, chúng ta chạy nhanh lên thôi. Chu đại nhân, đại ân đại đức của ngài, quỷ tam con dù có lập trâu lập ngựa cũng không thể nào trả hết được. Xin nhận của con một lại. Đừng như vậy, Ngụy Tam, ta cần ngươi ghi nhớ một điều, bất luận thế nào cũng phải là một người tốt. Dù hoàn cảnh của ngươi có khó khăn đến đâu, không bao giờ được làm những việc trái với lương tâm của mình. Con nhớ rồi, Chu đại nhân xin ngài cứ yên tâm. Quỷ tam con thề với trời đất sẽ là một người tốt. Mã đại phu xem ra thật sự rất có năng lực. Ông ta nói bệnh mẹ ngươi chữa được, nhưng cần được bồi bổ. Đây. Con không thể cầm. Cầm lấy đi. Lát nữa còn phải trả tiền khám bệnh cho Mã đại phu. Phần còn lại ngươi hãy mua ít đồ ăn ngon để dành mà bồi bổ thêm cho mẹ ngươi. Chu đại nhân, Con Chu đại nhân, ngài đúng là một người tốt. Đứng lên đi. Được rồi, ta đi đây. Hãy nhớ những lời ta dặn đó. Chà. Người tốt sẽ gặp lành. Chu đại nhân, nhất định ngài sẽ tìm được mẹ. Phía trước có lẽ sẽ có nước. Mày nghe thấy tiếng nước chảy không vậy? Ngựa tốt, mày cố thêm chút nữa, chúng ta uống ít nước rồi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Đây là gì vậy? Loại quả này thật là thơm. Nào, mày ngửi xem. Sao vậy? Mày thấy không thơm à? Dù sao khác rồi, ta nếm thử một trái. Nếu như ngon sẽ cho mày ăn nhé. Nếu không ngon thì mày không ăn, có được không? Không ngọt, nhưng rất là thơm. Nào, cứ ăn vài miếng, vài khác đã. Xem ra mày không thích rồi. Đợi chút. Dùng để giải khát. Ngựa, ta Ah!
mày đi đâu vậy? Ây, đã muộn vậy rồi, ngựa ở đâu ra vậy ta? Mày đang làm gì vậy hả? Ây, mày muốn kéo ta đi đâu? Vậy rồi à? Đây là đâu vậy? Đây là nhà của tôi. Nằm yên đừng có cử động. Tiểu huynh đệ, nào, hãy uống hết bát thuốc này đi. Lão ca ca, ông là... Nào, uống đi. Nè, uống thêm bát này nữa. Lão ca ca, sức khỏe của tôi sẽ đột nhiên lại khỏe hẳn rồi. Cái mà ông uống là thuốc tôi bào chế, là linh chi giả sơn mà tôi mất mấy năm nay mới tìm ra được. Lẽ nào ông chính là vị thần y mà người đời thường nói? Bọn họ nói ông già này thế nào hả? Tôi chỉ là ngang qua đây ở tiệm cơm trong thành, nghe được trên núi xuất hiện một vị thần y, long thần nghe tiếng không thấy hình, rất thần bí. Đó là vì chưa có duyên. Tối qua tôi bị làm sao vậy? Ông ăn phải quả độc. Vì tôi quá khát. Người anh em, ông tuổi tác cũng đã cao rồi, sao lại không biết được? Những đồ vật mà có vẻ bề ngoài đẹp đẽ thì càng không nên dễ dàng tin tưởng vào nó. Thật là ngại quá. Đêm hôm khuya khoắt ông còn làm gì ở trên núi vậy? Tôi chỉ đi ngang qua đây, sau khi lên núi lại không tìm thấy cái gì để ăn cả, ngay cả nước cũng không tìm thấy, cho nên đã ăn nhầm loại quả độc màu đỏ. Sao ông lại không ở trọ trong nhà nghỉ ở dưới núi? Không giấu gì ông, thứ nhất tôi đang nóng lòng muốn nhanh chóng lên đường. Hơn nữa, lộ phí đi đường của tôi cũng đã dùng hết rồi. Việc gì phải gấp gáp như vậy? Tôi đi tìm mẹ tôi. Sư huynh, chúng ta quỳ ở đây một đêm rồi, vị thần y này quá là kiêu ngạo. Đừng nói bậy, chúng ta phải xin ông ấy chữa bệnh cho sư bà. Hay là chúng ta bắt ông ấy đi theo chúng ta? Động não chút đi, cho dù để có ép ông ấy đi theo mình, nhưng ông ấy không muốn thì để phải làm như thế nào đây? Nếu vậy phải làm sao? Có tấm lòng thành tâm sẽ có tất cả. Ừ.
Nói như vậy, nghĩa là ông đã từ quan tìm mẹ, trên đường còn mang tất cả lộ phí của mình để giúp người khác. Đúng vậy. Thảo nào tôi có thể gặp được ông. Lão Phu sau khi quy ẩn Sơn Lâm đã thề rằng chỉ chữa cho những người lương thiện, xem ra cứu ông là đã cứu đúng người. Làm sao ông lại tìm thấy tôi vậy? Là nhờ con ngựa của ông. Người ta nói một người nếu như là chí hiếu chí thiện, cho mèo trâu ngựa bên cạnh người đó cũng sẽ được cảm hóa. Xem ra đúng vậy. Tôi qua khi tôi đang tìm bắt một con cóc hơn 100 tuổi, muốn dùng nó để chế thuốc chữa bệnh. Khi chuẩn bị bắt được nó rồi, bị con ngựa của ông làm kinh động, ôi, chạy mất tiêu. Thật xin lỗi ông. Không sao, cũng chưa dội dùng đến nó. Nhưng mà con ngựa của ông đúng là có linh tính. Nó đã đưa tôi đến nơi ông bị hôn mê. So với ngựa của ông thì sư phụ của hai người đàn ông đang quỳ ở trước cửa nhà tôi còn kém xa. Ai vậy? Mẹ ruột của mình bị ốm nặng, lại phái hai người đồ đệ đến, mang theo nhiều vàng bạc muốn mời lão phu hạ sơn. Còn ông ta chỉ chăm chăm vào việc làm ăn, để mẹ già qua một bên. Ông nói loại người này đang để tôi cứu không? Tôi đã gặp bọn họ ở trong quán ăn, cũng đã có lời khuyên giải. Vậy mới nói, tôi cứu ông là hợp với ý trời. Ông là người tốt. Nhưng mà người họ muốn mời ông chữa trị là lão thái thái, ông xem... Mẹ ốm nặng, làm con lại không tới, lại phái thuộc hạ mang tiền tới mua chuộc lão phu. Đây là hiếu thuận sao? Tôi xem ra lão thái thái đó chết hay sống, con trai bà ấy không hề bận tâm. Phận làm con không quan tâm tới mẹ, mời thần y như ta có ý nghĩa gì chứ? Lão ca ca, có một câu nói không biết là ông đã nghe qua chưa? Kính người già của mình như của người khác, yêu con người khác như yêu con mình. Phàm là người đều phải thương, cùng một trời chung một đất. Lão ca ca, chỉ có trời cao đất dày, chưa từng nghe nói trời đất ghét bỏ bất kỳ ai. Một vị thần y có thể cứu nhiệt độ thế như ngài đây, chữa trị cho bất cứ ai cũng là điều hợp đạo nghĩa, cũng giống như là trời đất chiếu cố đến nhân gian vậy. Huynh đệ, những lời này của ông khiến lão phu cảm thấy hổ thẹn quá. Lão ca ca, cho dù người ông cứu giúp là một tội nhân tội ác đầy mình, có lẽ trời đất muốn thông qua thần y ngài đây để giúp tội nhân đó tỉnh ngộ u mê, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Những tòa tháp đó có khi không phải là xây cho chính mình, mà là xây vì người khác. Lão đệ cảm ơn ông, là ông khiến tôi tỉnh ngộ u mê. Đi. Huynh nói có hy vọng không? Người đàn ông này chúng ta đã gặp rồi. Các anh đứng dậy đi. Chuẩn bị đồ đạc, chúng ta lên đường. Tạ ơn thần y. Cảm ơn ông này. Tạ ơn. Lão đệ, xin hãy nhận lấy cái này. Lão ca ca, ông đã cứu giúp tôi một mạng, tôi không thể nhận lại đồ của ông được. Cầm lấy đi, trong này có ít viên thuốc. Trên đường nếu có đau đầu, chóng mặt hay ngã ngựa bị thương gì đó đều có thể chữa trị. Còn có tiền bạc của họ đưa, ta cũng bỏ vào đây một nửa để cho ông làm lộ phí. Ở đây... Ông đừng có khách sáo với tôi nữa, cầm lấy đi, ông cần có nó. Xin đa tạ. Chính tôi mới nên cảm ơn ông. Ông khiến tôi suy nghĩ lại về đạo nghĩa làm thầy thuốc. Ta quyết định xuống núi cũng chính là nhờ sự khuyên giải của ông. Lão tiên sinh.
Mẹ, mẹ đang ở đâu? Hài Nhi nhớ mẹ, nhớ đến đau lòng. Cha, cha. Cô dai, cô dai. Cô dai. Cứu tôi dai. Cứu tôi với. Có ai không cứu với? Cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi, cứu tôi. Đừng cử động. Đừng cử động, ta sẽ quay trở lại ngay. Cảm ơn ông. Không cần cảm ơn, anh vẫn ổn chứ, có bị thương không vậy? Xin tạ ơn đã cứu mạng. Nào, hãy nuốt nó đi. Tạ ơn ân nhân. Cháu tên Lý Bất Thức, xin được hỏi quy tánh của ân nhân. Sau này nếu như cháu đỗ đạt, nhất định sẽ tìm ngài tạ ơn. Ta tên Chu Thọ Sương. Cháu đoán ông không phải là người dùng này và đang đi về phía Tây. Đúng, cậu cũng vậy à. Ân nhân, ngài lên ngựa đi. Cháu đi hướng Tây, chúng ta cùng nhau đi đường sẽ tiện chăm sóc cho nhau hơn. Hình như ngài có tâm sự gì sao? Ngài đi hướng Tây là muốn đi đâu vậy? Thiểm Tây. Ồ. Cháu đang muốn đi Tây Vực tìm vàng, nhưng mà lần này đã đi được hơn một tháng rồi, vẫn chưa đến được Thiểm Tây. Lý Bất Thức, người trẻ tuổi cần nên chăm chỉ thật thà. Cháu biết à. Thật ra trước khi lên đường, mẹ cháu cũng đã từng nói với cháu như vậy. Mẹ cháu vẫn còn khỏe chứ? Cháu đi khỏi nhà sắp 2 tháng rồi, không biết mẹ cháu bây giờ thế nào nữa. Không nói chuyện này nữa. Đợi cháu tìm được tiền rồi, sau đó sẽ trở về chăm sóc cho mẹ thật tốt, để bà ấy có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Lý Bất Thức, hiếu dưỡng cha mẹ không nhất định phải cần thiên kim vạn lượng, mà cái cần là một tấm lòng hiếu thuận chân thành. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ở bên cạnh chăm sóc tốt cha mẹ. Họ tuổi tác đã cao, còn có bao nhiêu thời gian để chúng ta chăm sóc đây? Con muốn dưỡng mà cha mẹ không đợi, có lẽ cháu cũng hiểu được đạo lý câu này. Cháu biết à. Thật ra cháu đã nhớ mẹ cháu rồi. Không biết bà ở nhà một mình có khỏe hay không. Cháu ngày nào cũng nhớ đến mẹ cháu. Cháu lo lắng cháu không ở nhà, mẹ cháu nếu như gặp phải chuyện gì đau đầu chóng mặt,
thì bà phải làm sao? Nhớ mẹ rồi thì mau chóng về nhà đi. Nhưng mà cháu đi lâu như vậy rồi, cái gì cũng không làm được. Cháu không muốn khiến mẹ cháu thất vọng. Đứa trẻ ngốc, mẹ sao lại có thể thất vọng về cháu? Điều mà mẹ cháu cần chính là tấm lòng hiếu thuận của con cái. Vinh hoa phú quý tất cả cũng chỉ là mây trời, có và mất chỉ trong cái chớp mắt. Quan trọng nhất chính là biết nắm giữ cái trước mắt, chăm sóc phụng dưỡng cho cha mẹ. Đây chính là điều người con có hiếu nên làm. Cháu biết rồi, cháu muốn dưỡng mà cha mẹ chẳng nhờ, cháu sẽ không để mình phạm phải sai lầm này nữa. Mẹ cháu sức khỏe còn tốt, cháu sẽ đi xa 6 tháng 1 năm. Đến lúc đó, cháu nhất định phải để cho mẹ không lo cái ăn cái mặc, sau đó sẽ ở bên cạnh mẹ chăm sóc phụng dưỡng mẹ thật tốt. Vậy ông đi Thiểm Tây là có chuyện gì vậy ạ? Ta đi tìm mẹ ta. Ý, Hiếu Tử. Hiếu Tử kìa. Đi, chúng ta qua xem thử. Tôi coi thử coi. Bất thức, nơi tranh cãi không nên vào. Những việc lộn xộn tốt nhất đừng có xem. Tại sao có chuyện như vậy chứ? Trước nay có thấy anh em họ Cao hiếu thuận như thế đâu. Dành nhau hầu hạ lão thái thái. Ôi, chuyện này là ai? Sự việc vốn không phải vậy. Lão thái thái nhà họ Cao bữa no bữa đói. Hai anh em nhà họ Cao không một ai xem lão thái thái như mẹ ruột, đều đẩy qua nhà bên kia hết. Mọi người có lẽ không biết rồi, lần này lão thái thái nhà họ Cao đã biến thành miếng bánh ngon. Có phải là vì cái nhà tôi này nghĩ là có khả năng này á? Không phải có khả năng này. Hiếu Thảo đó. Chuyện là như vậy nè. Thật thế à? Nghe nói là chính là căn nhà này nè, phải cái căn nhà lớn này thuộc về lão thái thái rồi. Thiệt hả? Vậy đi à? Thôi. Đúng như vậy đó. Cái căn nhà này thật không nhỏ đâu. Có phải là căn nhà này? Cái căn nhà ba gian này trước đây vốn thuộc về anh trai của Cao lão thái thái. Cái căn nhà lớn này thuộc về lão thái thái rồi. Cũng chính là tài sản của cậu anh em bọn họ. Trong di chúc đã giết rõ, để lại ngôi nhà này cho em gái ruột của mình. Chính là mẹ ruột của anh em nhà họ Cao. Bọn họ chính là đang nhắm vào ngôi nhà này hay sao? Ông nghịch tử. Đúng là thật bất hiếu. Thì không vậy. Để coi cuối cùng bọn họ sắp xếp thế nào về lão thái thái đây. Kiểu không này rồi. Thì làm sao sống? Chú đại thúc, thì đó, sao bởi vậy xem chuyện ồn ào. Đây không phải chuyện ồn ào. Để coi không coi phải sao. Ồn ào sao? Mẹ phải ở với con. Nhà của con rất lớn, mẹ sẽ thấy thoải mái. Mẹ phải ở với con. Thức ăn của nhà con ngon hơn nhà của Cao Văn. Con từng nghe cậu nói rằng mẹ sống ở nhà Cao Văn thường xuyên ăn không no. Cao Vũ, mẹ ở nhà của anh thì ăn no chắc. Cậu đã nói hết với tôi rồi. Nhà của anh cho mẹ ăn không phải là cơm cháy thì là dưa muối. Anh còn có mặt mũi mở miệng ra nói sao? Hế, Cao Văn, chú cũng chẳng tốt đẹp gì. Mẹ già ở nhà của chú ăn cơm, trước giờ không được ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn toàn là cơm thừa canh cặn của nhà chú. Anh còn mặt mũi để nói sao? Bà con cô bác nói thử xem. Xem ra không có ai là thật lòng phụng dưỡng mẹ già. Mẹ à, mẹ cứ đến nhà con mà sống đi. Mẹ đừng có nghe lời Cao Văn, mẹ hãy đến nhà của con. Cao Vũ, anh xem, anh làm mẹ giận khóc rồi kìa. Chó lại chê mèo lắm lông đấy. Chú chỉ nhìn vào người khác xấu. Cao Văn, giờ của chú đối xử với mẹ như tôi thế nào? Tôi thì làm sao? Tôi đối với mẹ vẫn luôn một lòng một dạ. Chẳng phải giống như cô con dâu nào đó, mình thì vàng đeo đầy người, mùa đông thì tắm áo bông cũng chẳng cho được mẹ chồng. Chị chắc không á? Vậy sao con cái nhà chị hàng ngày đều bám lấy bà nội, rồi đòi này đòi kia, lớn đầu rồi còn cửa lên trên lưng bà cụ già, ra thể thống gì nữa? Tội nghiệp cho bà cụ. Đúng quá. Đúng là con bất hiếu. Chị ngậm máu phun rồi. Không biết xấu hổ mà. Còn nói nữa. Đừng cãi nữa được không? Mẹ cứ nói một câu, sống cùng con hay là với Cao Vũ? Mẹ cứ nói thật lòng đi, đừng sợ, đã có con ở đây. Lão Phu có lời muốn nói. Người đời nói, huynh đạo hữu để đạo kính, huynh đệ một hiếu tại trung. Anh em các anh, cho dù có bất hiếu thì cũng phải chú ý đến người mẹ già của mình đang phải đau lòng rơi lệ kia chứ. Ông là ai chứ? Khi nào thì tới lượt ông xen vào chuyện nhà của chúng đúng tôi? Đúng vậy, Quan Thanh Liêm cũng khó xử việc nhà. Việc của chúng tôi đâu cần ông chỏ mũi vào. Quan Thanh Liêm đúng là khó xử việc nhà, nhưng nếu kéo lên quan phủ, lý lẽ anh em nhà anh thì khó mà chấp nhận được. Ai nói là chúng tôi muốn lên quan phủ chứ? Đúng vậy, việc nhà của anh em chúng tôi tự giải quyết lấy. Bên kia mát mẻ, mời ông vậy tự nhiên. Vậy tôi kêu các anh đến nha môn thì sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào điều luật của triều đình. Hả?
Hành vi của các anh đến gặp quan phủ rồi, nhẹ thì bị đánh một trận, nặng thì điều này khó mà nói trước được. Ngài là quan gia của triều đình. Tập 5. Nè, anh nhìn dáng vẻ ông ấy có lẽ là một vị quan lớn đó. Có thật sẽ xử chúng ta theo luật không? Tôi cũng không dám chắc, nhưng dáng vẻ của ông ta, người bình thường không dám như vậy. Làm sao bây giờ? Vị tiên sinh này, vậy xin mời ngài cho anh em chúng tôi xin ý kiến. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Hay lắm đó. Xem ông ấy làm thế nào. Xin chào cụ. Mời cụ theo tôi. Bà cụ à, cụ có tâm sự gì có thể nói với tôi? Đại nhân à, xin người hãy giúp tôi. Bà cụ à, cụ xem thế này có được không? Dần gì mẹ sẽ ở với con. Hả? Mẹ, như vậy là đúng đó. Còn chó gì mẹ sẽ để nhà lại cho con. Vậy là không được. Mẹ, không phải mẹ ở với con sao? Ngôi nhà này mẹ phải cho con chứ. Ôi trời. Mẹ, hay là mẹ về ở với con nha. Được. Do gì, vậy mẹ sẽ ở với con nha. Con đưa giấy tờ nhà cho mẹ. Dần Nhi à, mẹ cho con. Mẹ, không phải mẹ về sống với con sao? Quả đúng vậy đó, tất cả chỉ vì cái nhà, tôi nói không sai chứ. Đúng, tranh cãi nữa ngài không có ai thật lòng tốt với mẹ, tất cả đều vì ngôi nhà này. Kiểu con trai như vậy thì có tác dụng gì? Tại sao lại như vậy chứ? Con cái gì kỳ quá. Vô dụng. Ồ, thiệt vô dụng mà. Rốt cuộc mẹ sẽ sống với ai đây? Còn cái kiểu này không có còn hơn. Đầy đến biên ải làm lính hết đi. Lòng dạ con người à, họ mà không bị trời đánh thì mới lạ đó. Các con ơi, đừng giành nhau nữa. Tất cả đều là của các con mà. Mẹ ngay bây giờ sẽ mang ngôi nhà để bán đi. Tiền sẽ được chia làm hai. Các con cứ cầm lấy hết. Thân thể nửa đời của mẹ cũng sắp nằm xuống đất rồi. Cần gì những thứ này chứ? Trong cuộc đời của mẹ, nhìn thấy các con thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, trong lòng mẹ rất vui. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trở thành gánh nặng của các con. Chỉ cần anh em các con có cuộc sống tốt, mẹ đã rất mãn nguyện rồi. Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ, con sai rồi. Mẹ ơi. Mẹ, mẹ sống với con đi, con sẽ báo hiếu cho mẹ. Con đây con đã sai rồi, con sẽ sửa.
Mẹ, con vẫn còn nhớ lúc nhỏ mẹ không nỡ lòng ăn, không nỡ lòng mặc. Nhưng những gì dành cho con và anh đều là những thứ tốt nhất. Con hãy sống với con cho mẹ để con có thể bù đắp. Các con cứ vậy hết đi. Ông trời đúng là anh con mắt nhà mà. Này cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Hãy để cho mẹ được sống cùng với cả hai anh em đi, đừng có chia nhà nữa mà. À, đúng rồi, phải như vậy chứ, phải chăm sóc cho mẹ chứ. Phải đó, làm vậy mới tốt chứ. Mau mau qua cảm ơn ân nhân. Tạ ơn ân nhân. Hay quá, vậy là tốt. Vậy rồi. Là tốt quá rồi. Lại hòa thuận, đúng không? Vậy mới được không? Chú Đại Thúc, nói như vậy, ngày trước đây đúng là đã từng làm quan lớn. Gì mà quan lớn quan bé, làm quan phụ mẫu cũng chính là làm việc cho bách tính. Hôm nay gặp được ngài đúng là phúc ba đời của cháu. Vừa nãy ở trong chợ, cháu thật sự rất là khâm phục ngài. Bất thất à, lòng hiếu thuận là một tình cảm tự nhiên nhất của con người. Hai anh em nhà đó cũng không phải là loại người xấu. Bọn họ chẳng qua bị cái lợi trước mắt che lấp đi nhãn tính. Chỉ cần được gợi nhớ, bản tính thuần khiết của lòng hiếu thuận sẽ được khơi dậy. Một người nếu như ngay cả lòng hiếu thuận cũng không có, thì có phải là người không? Chúng ta tìm nhà nào đó xin nghỉ lại một đêm nhé. Ừ. Phía trước là quan binh phải không? Đúng, không biết họ đang làm gì. Công tử gia, bà ấy chỉ còn lại cậu con trai này thôi, ngài hãy tha cho đi mà. Ta chỉ phục mệnh làm việc, hãy mau đi theo ta. Công tử ơi, hai đứa con trai của ta đã bị bắt đi rồi, bắt vô âm tính, và chỉ còn lại đứa con trai nhỏ này. Ngài làm như vậy là đoạn hương quả và họ lưu chúng tôi rồi. Việc hương quả nhà bà quan trọng hay là đến biên ải dẹp loạn thổ phỉ quan trọng? Đừng khoa môi múa mép với ta, cẩn thận không ta bắt cả bà cùng đi. Ngài hãy bắt tôi đi, tôi có thể nấu ăn giặt giũ cho các ngài. Thằng bé này đó còn nhỏ. Đúng vậy. Nói nhiều, người đâu? Dạ. Dạ. Hãy mau mang nó đi. Dừng lại. Hai. Tôi là Chu Thọ Sương, xin hỏi Châu Phủ sao lại bắt người? Triều đình chiêu binh ra trận, ta bắt người cho hoàng thượng. Vừa nãy có nghe bà lão này nói rằng người con trai lớn của bà ấy đã đến dùng biên ải, dựa theo điều lệ của triều đình, nhà họ được miễn phu dịch. Ông già, xem ra ông rất hiểu luật lệ của triều đình. Rốt cuộc ông là ai? Tôi chỉ đi ngang qua đây. Chu Đại Thúc là một vị quan lớn. Ủa? Hả? Quan lớn hả? Ngài nhậm chức ở vùng nào? Tôi đã từ quan trở về nhà. Ồ, thì ra là một ông quan nhàn rỗi. Tôi cũng đã từng chăm coi một vùng lãnh thổ, nhưng chưa từng nghe nói đến cách xung quân kiểu này. Xin công tử suy xét. Đây là xem lịch vua như trò đùa. Nếu như ở trên truy xét xuống, sợ rằng ông sẽ khó giữ được chức quan đó. Ai mà truy xét? Ta đây chính là làm việc cho triều đình. Người đâu, mau mang thằng nhỏ này đi cho ta. Dạ. Hả? Còn có Dương Pháp không vậy? Ở đây lão gia chính là Dương Pháp. Ông đừng nghĩ rằng ông từng làm quan mấy ngày thì có thể đứng ở đây mà nói này nói nọ. Ta nói cho ông biết, ở chỗ chúng ta chỉ cần nộp tiền thì có thể miễn phu dịch, không có tiền thì phải đi. Ông đợi chút. Ủa? Ta sẽ đóng tiền thay cho bà lão. Ủa? Được thôi. Người đâu, hãy mau bắt luôn cả ông già này đi cho ta. Ông nói một đằng làm một nẻo. Bản công tử nghi ngờ ông âm mưu đen tối, mang về Châu Phủ nhất loạn xung quân. Đừng mà, con. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, mẹ ơi. Mẹ, thả ta ra đi, thả ta ra.
Thả ta ra. Chú đại nhân, các người không được làm vậy. Đưa bọn chúng đi. Chú đại thúc, ông xem, ông bên vừa kẻ yếu cũng phải nên chọn lúc. Chúng ta vốn đang rất tốt, bây giờ lại bị bắt đi lao dịch. Cháu, mẹ cháu phải làm sao? Cháu đừng lo, đến quan phủ rồi chúng ta sẽ nói rõ. Bọn họ không thể tùy tiện bắt người. Người công tử cầm đầu đó chính là con trai của quan Tri Châu, thường bất chính hạ tắc loạn. Cháu thấy cha của ông ấy cũng không phải là người tốt. Lần này chúng ta lệnh ít dữ nhiều rồi. Mọi người nhanh lên, mau chóng trở về cùng nghỉ ngơi. Đồng thủ. Muốn sống thì không được động đậy. Nghe lời đại ca của ta, bỏ hết binh khí trong tay của chúng mày xuống, nhanh lên. Sau này các ngươi còn dám đến đây làm sằng bậy thì sẽ phải khiêng xác trở về. Rõ. Tạ ơn anh hùng tha mạng. Các người mau thu hết đồ đạc mang về. Dạ. Mọi người về nhà đi. Anh hùng cầm đầu, tôi muốn lấy lại ngựa của tôi. Ngựa của ông sao? Phải. Con ngựa này là của ông sao? Đúng vậy, tôi còn có việc gấp cần làm ngay cho nên muốn đòi lại ngựa. Ông thì có việc gì mà gấp? Có gì chứng minh con ngựa này đúng là của ông chứ? Thật sự tôi có việc gấp, xin các vị đừng làm khó tôi. Chúng tôi mới vừa cứu ông thoát khỏi tay bọn quan binh kia, ông còn muốn lừa gạt chúng tôi sao? Ông thật là to gan. Con ngựa này quá thật là của tôi mà. Anh, em thấy ông này rõ ràng là muốn đục nước béo cò. Chàng trai trẻ, cậu ăn nói cần có chứng cứ đó. Đục nước béo cò chính là các anh. Ông nói cái gì? Tôi thấy các anh cũng không phải người xấu, nên đi làm những việc buôn bán chính đáng, hà khổ trở thành đạo khấu. Đạo khấu nổi lên, dương thổ bất an. Ông nói lại lần nữa thử xem. Chú đại thúc, đừng nói nữa mà. Có lẽ các anh thấy cướp giàu cứu nghèo là việc làm rất chính đáng, nhưng tôi nói cho anh biết, sa vào đạo khấu nhất định khắp nơi loạn lạc như thế là không đúng. Các vị đại hán, ông ấy không có ý đó. Người đâu, mau trói bọn họ lại cho ta. Anh à, em thấy ông già này ăn nói giống như người của quan phủ, toàn là lời khó nghe, các người lục soát hắn cho ta. Các người còn có dương pháp hay không? Ở đây không có dương pháp. Ông thủ lĩnh, ông xem. Ông già còn giấu đồ tốt thế này sao hả? Ông trả cho tôi, đây là đồ của mẹ tôi để lại. Thả bọn họ ra, anh em về sơn trại. Đứng lại. Ông hãy trả đồ của tôi lại. Tránh ra. Tôi thấy ông đã già rồi mới không tính toán với ông. Ông đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ông nhất định phải trả đồ lại cho tôi. Nếu không trả thì sao? Ta sẽ kéo gót ông đến quan phủ. Ông già, ông dựa vào cái gì mà kéo chúng tôi lên quan phủ chứ? Ta, các người lẽ nào không vì hành vi của chính mình mà cảm thấy xấu hổ? Cha mẹ của các người nếu như biết được việc làm của các người sẽ vô cùng đau khổ. Mau trói hai người bọn họ lại cho ta, mang về sơn trại. Dạ. Đi. Chú đại thúc, sao ông có thể nói lý lẽ với bọn họ được chứ?
Bầu trời rộng lớn này không nằm ngoài một chữ lý. Nhưng mà ở đây nói cũng đâu có được đâu. Thủ lĩnh, hai người chúng ta mang về xử lý như thế nào? Hãy nhốt bọn chúng vào trong kho củi cho ta. Dạ. Anh à, anh định xử lý bọn chúng như thế nào? Già đó xem ra cũng là người có học, nhưng miệng lưỡi khó nghe. Cứ nhốt vài ngày để ông ta nhận sai với chúng ta rồi thôi. Đến lúc đó chắc ông ta sẽ không còn nhiều lý lẽ nữa. Ê, đại ca, chúng ta có đi thăm mẹ một chút không? Để ngày mai hẳn đi, mẹ đã ngủ ngon rồi. Vào đi, ngoan ngoãn hiền lành ngồi ở đây, đừng có dễ trò. Không biết còn cơ hội thoát ra ngoài không? Cháu thấy nhớ mẹ rồi. Nếu như cháu không thể ra ngoài được nữa, cháu sợ là mẹ cháu nếu như gặp chuyện đau đầu chóng mặt, cháu không ở bên cạnh chăm sóc cho bà, mẹ cháu chỉ có một mình thì cháu phải làm sao? Là ta liên lụy cháu rồi, ta xin lỗi. Cũng chính ông đã cứu cháu, cháu không trách ông, cháu chỉ là nhớ mẹ cháu thôi. Vào đi. Hài Nhi xin được vấn an mẹ. Được vấn an mẹ. Con trai mau mau ngồi xuống rồi nói. Tối qua ra ngoài đi săn trở về muộn, con không dám làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Mẹ đã nghỉ từ sớm. Mẹ, tối qua đi săn bắt được một con heo rừng, dùng đổi cho mẹ một cái vòng. Cần xài tiền nhiều vậy, cuộc sống hiện khó khăn, các con lên núi đi săn cũng đâu có dễ. Mẹ, đây là tấm lòng hiếu thuận của em trai. Mẹ, chỉ cần mẹ cảm thấy vui lòng, con và anh trai ở ngoài liều mạng như thế nào, liều mạng đi săn cũng thấy xứng đáng. Sao mẹ lại cảm thấy ở bên ngoài người đi săn ngày một nhiều hơn? Chúng con đã tập trung những hộ đi săn ở trong vùng lại với nhau. Mọi người cùng săn bắn sẽ được an toàn hơn. Đúng rồi, an toàn là hàng đầu. Các con bên ngoài nếu gặp thú dữ thì tránh, đừng cố chấp. Mẹ yên tâm. Yên tâm. Mẹ, cơm sáng đã xong, con đỡ mẹ đi ăn cơm. Sau này trước mặt mẹ ăn nói phải cẩn thận. Nếu như nói lỡ miệng, mẹ mà biết được chuyện làm ăn của chúng ta hiện nay sẽ tức mà đổ bệnh đó. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Lão đại lão nhị, con đưa người đến rồi. Đưa bọn họ vào đi. Tại hạ Kim Hâm, đây là em trai tôi Kim Lỗi. Lão tiên sinh vẫn chưa thỉnh giáo quy danh quy tánh. Tôi Chu Thọ Sương, anh bạn trẻ này tên là Lý Bất Thức. Chu lão tiên sinh, ông nói cần lên đường gấp, là đi đâu vậy? Nói vậy thì Chu lão tiên sinh chính là tìm kiếm mẫu thân mà từ chức quan sao? Đúng vậy. Thảo nào lời ngài nói đều bảo vệ triều đình. Theo lão phu thấy, hai huynh đệ nhà anh gan góc phi thường, tại sao lại không đi làm những việc buôn bán khác? Ông già, việc chúng tôi là cướp của người giàu, chia cho người nghèo thì sao là sai? Trở thành đạo khấu chính là bất trung với đất nước. Quan đường. Chú lão tiên sinh,
Chúng tôi cũng là dạng bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp. Ngài cũng thấy đó, người chúng tôi cướp đều là những tên quan binh xấu xa, tuyệt không có làm hại lão bá tánh. Những quan binh đó cướp bóc của người dân một cách rất trắng trợn, sao ngài không quản? Ông nói sai rồi. Vậy thế nào mới đúng? Ngài nói cho tôi nghe xem, là khoanh tay đứng nhìn bọn quan binh đó làm lão như vậy à? Không được vô lễ. Tập 6. Chu lão tiên sinh, chúng tôi không có ác ý gì với ông. Nếu ông đi ngay bây giờ, Kim Mẫu ta sẽ không ngăn cản. Con ngựa của ông chúng ta sẽ trả lại, còn chuẩn bị thêm cho ông lộ phí đi đường, tỏ ý xin lỗi. Còn có chỗ nào đắc tội, xin Chu lão tiên sinh lượng thứ. Cảm ơn, các anh đều rất lương thiện, nhưng tiền bạc của các anh lão phu nhất quyết không thể nhận lấy, bởi vì những thứ đó đều là tài sản bất minh. Vì mà cái này hay cái kia, để ông đi là may mắn lắm rồi, đừng có được cho đầu tiên. Xin hãy trả cái vòng ngọc đó lại cho tôi. Chu đại thúc. Người đâu? Mau lôi hắn ra ngoài. Ông già này thật là cứng đầu. Ta thấy ông già họ Chu này cũng là người có hiếu. Chúng ta không nên đối xử với người tốt bằng cách này. Lúc đầu chúng ta cũng chính vì là để những người vô gia cư có được miếng cơm manh áo, giúp đỡ những người dân bị áp bức bóc lột. Anh, không phải là anh muốn thả hắn ta chứ? Ông ta từ quan tìm mẹ, nếu như cản trở ông ta, đất sẽ không dung thứ. Nếu như ông ta xuống núi báo quan thì sao? Ông ấy không phải loại người đó. Vậy thì cái vòng ngọc phải làm sao? Mẹ thích nó như vậy. Thử nghĩ cách khác xem sao. Đi mời Chu lão tiên sinh đến đây ngay. Chu lão tiên sinh, cái vòng ngọc của ông đã không còn ở trong tay chúng tôi. Số ngân lượng này đủ cho ông mua một cái vòng mới. Không được, cái vòng ngọc đó là đồ vật duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi. Con người ông sao lại phiền phức như vậy? Để ông cầm tiền rồi đi, ông còn không muốn. Chu lão tiên sinh, tại hạ thật sự xin lỗi ông. Báo! Thủ lĩnh ơi! Quan binh ơi, tối hôm qua kéo lên đây rồi. Có bao nhiêu người? Nhiều, rất nhiều, cả mấy trăm người. Đi, mau bảo anh em đóng cửa trại lại, không được liều mạng tới. Dạ. Đi. Mày dẫn Chu lão tiên sinh đến sau núi, đưa họ xuống núi bằng con đường nhỏ cho ta. Dạ. Hãy đi theo tôi. Chu đại thúc, đi thôi. Chạy nhanh! Quan binh đến rồi! Chạy nhanh lên! Chạy mau đi! Chạy đi! Nhanh lên! Chạy mau! Bên này nè! Nhanh lên! Chạy mau đi! Quan binh đến rồi! Mau lên! Chạy đi! Quan binh chạy rồi! Chạy đi! Chạy! Ông gì? Nhanh lên! Đổi gì? Chạy lớn rồi! Đó là lão thái thái! Các con đâu rồi? Ông gì? Đổi gì? Mẹ! Mẹ! Ông gì à? Mẹ! 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 Đổi gì? Mẹ! Mẹ! Hay mà đứng dậy! Hãy đứng dậy đi! Đại thủ lĩnh! Quan binh lính đến đây rồi! Lão gì? Em làm gì vậy? Em đi tìm ngựa của Chu đại nhân. Mọi người xuống núi đi. Mẹ, con và em trai đã sai, xin mẹ đừng giận. Sai thì sửa,
vẫn là con ngoan của ta mà. Mẹ, cái dòng này là của ân nhân cứu mạng chúng ta. Mau mau mau, trả cho ân nhân đi. Xin lỗi. Lão thái thái không sao chứ? Mẹ tôi vẫn khỏe, cảm ơn công cứu mạng của ngài. Cái dòng này nên trả về cho chủ của nó. Ân nhân à, ngài đã cứu cả nhà chúng tôi, tôi xin cảm ơn. Lão thái thái xin hãy đứng lên, chủ mẫu tôi không dám nhận đâu. Anh em, đến giờ ta mới hiểu được, làm ăn cướp sẽ khiến người thân của chúng ta lo lắng, sẽ khiến cho tổ tiên chúng ta xấu hổ, sau này chúng ta cày ruộng đi săn, dựa vào sức mình để nuôi gia đình. Dạ, dạ. Phải. Chú đại nhân, ông nói cháu đi Tây Vực có đúng là sẽ tìm thấy vàng hay không? Mà mọi việc tại nhân. Hai lần này thật đáng suy ngẫm. Đầu tiên suýt chút nữa bị bắt xung quân, sau đó lại bị bắt rơi vào hang ổ trộm cắp. Cả hai lần đều có thể sẽ mất mạng. Mọi việc đã được trời sắp xếp rồi. Thật ra cháu đi cũng đã được một thời gian, không biết mẹ của cháu sức khỏe bà có tốt không. Nếu như cháu không tìm được củ cải trở về thì mẹ cháu có thất vọng về cháu hay không? Bất thất à, muốn về nhà thì hãy về đi. Nhưng cháu vẫn chưa tìm được vàng mà. Mẹ hãy đợi con. Một lần cuối cùng không có được nhìn thấy mẹ. Mẹ là con không tốt. Hài Nhi bất hiếu là con không tốt mà. Con không nên vì chuyện làm ăn mà không thể trở về nhà khi mẹ đang ốm nặng được. Mẹ, Hài Nhi đã sai rồi. Mẹ, Hài Nhi bất hiếu, con sai rồi. Không nên chỉ biết nghĩ ở bên ngoài kiếm thật nhiều tiền về phụng dưỡng mẹ. Mẹ, Hài Nhi bất hiếu, Hài Nhi đã sai rồi. Mẹ, cho con thêm cơ hội nữa đi mẹ. Mẹ đừng đi mà. Bất thức à? Chú đại thúc, cháu bây giờ mới thật sự hiểu được. Vào đêm cứu mạng cháu, chú đã nói rằng con muốn dưỡng mà cha mẹ không chờ. Cháu đã hiểu. Có nhiều tiền bạc của cải hơn nữa cũng không thể sánh với đạo hiếu trước mắt. Chú đại thúc, xin thứ lỗi cho cháu, không thể tiếp tục đi cùng chú được nữa. Con trai à, mau về nhà đi, ta thật lòng thấy vui cho con đó. Chú đại thúc, cảm ơn chú. Chú đại thúc, Bảo Trọng, chú nhất định sẽ tìm thấy mẹ của chú mà. Con trai, Bảo Trọng, hãy chăm sóc mẹ thật tốt đó. Ngoan, mày dứt dã quá. Ăn chậm thôi, trên đường mày dứt dã quá. Không sao đâu, sấm sét thôi mà. Ừ.
sao vậy? Đi sai đường rồi. Ông trời ơi, chú Thọ Sương chỉ muốn tìm thấy mẹ mình. Ông trời ơi, xin hãy chỉ dẫn cho tôi. Xem. Chúng ta cứ đi thôi, cứ theo đường này mà đi. Ừ, mẹ ơi, là ông cụ đã từng giúp mình á. Biểu ca, nhanh đi, đỡ mấy vậy? Đây là ân nhân đã từng cứu mạng em à. Chúng ta đi nhanh lên, chỉ còn vài chục thước nữa thôi. Ông ơi. Mẹ ơi, ông tỉnh rồi. Biểu ca ơi, hãy nhanh mốt bắt cháu tới đây đi. Cảm ơn. Xin đừng nói vội, húp miếng cháo đã. Thì ra là ông đang đi kiếm mẹ. Đúng vậy. Chú đại thúc à, ông hãy uống chén thuốc này đi. Người mà chú đại thúc muốn tìm đoán chừng ở nơi nào? Ở vùng Đồng Châu Thiểm Tây. Đồng Châu?
Tôi hồi còn nhỏ sống ở Đồng Châu, ngài nói xem tôi có thể giúp gì không? Mẹ tôi là người Dương Châu, sau đó chuyển đến Đồng Châu. Ngài đợi một chút, tôi còn nhớ có một vị lão thái thái, giọng nói không phải người dùng đây, là khẩu âm phương Nam. Khẩu âm Dương Châu à? Chúng tôi lúc đó còn nhỏ, lúc đầu còn học theo giọng của bà ấy. Vậy à? Tôi còn nhớ rõ bà dì đó là người rất tốt, thường xuyên cho chúng tôi nghe. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn ông trời. Chu Đại Thúc, người tốt thì sẽ gặp lành, ngài nhất định sẽ có thể tìm thấy mẹ mình. Ngày mai tôi và Bí Ca sẽ đi cùng với ngài. Được. Chính là vị thái thái này. Mẹ ơi, con không muốn rời xa mẹ mà. Mẹ ơi, con không muốn rời xa mẹ. Mẹ đừng đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ muốn đi đâu vậy? Mẹ phải ra đi một chuyến. Mẹ. Con là Sương Nhi đây. Mẹ, con là Sương Nhi đây. Con là Sương Nhi đây. Mẹ, mẹ không còn nhớ đến con sao? Con là Sương Nhi đây. Mẹ. Sương Nhi. Mẹ. Con là Sương Nhi. Mẹ. Con là Sương Nhi. Mẹ. Sương Nhi. Sương Nhi. Sương Nhi. Mẹ ơi. Mẹ. Con trai, nhìn thấy cái vòng ngọc này là mẹ đang rất nhớ con. Mẹ. Mẹ. Sương Nhi. Mẹ. Mẹ. Mẹ, trong từng ấy năm ngày nào mẹ cũng nhớ con, muốn con bình an vô sự. Mẹ, Hải Nhi bất hiếu, không thể tìm được mẹ sớm hơn, để mẹ chịu khổ rồi. Mẹ không sao, mẹ vẫn tốt. Mẹ, con đến đón mẹ về nhà. Được, được. Mẹ. Quang Hô, Quang Hô, ông tìm được mẹ rồi, tìm được mẹ rồi, Quang Hô. Chu Thọ Sương đưa mẹ già cùng với các anh em cùng mẹ khác cha trở về nhà, làm tròn đạo hiếu với mẹ mình. Đối với các em như người ruột thịt, lòng hiếu thuận của Chu Thọ Sương truyền đến triều đình, người trong và ngoài triều đều hết lòng khen ngợi. Thơ Tô Thức có câu: than chàng 7 tuổi biết nhớ mẹ, thương chàng càng lớn lòng càng đau, mong chàng về già được tương ngộ, lòng vui vô hạn lễ tuôn trào. Tống Thần Tông, Triệu Hạng biết được Chu Thọ Sương từ quan tìm mẹ, cũng hạ lệnh phục chức cho Chu Thọ Sương, đồng thời còn nhanh chóng thăng chức quan cho ông. À, hay quá. Hay quá đi. Ồ. Hay quá. Mẹ coi kìa.
hay thiệt mẹ, đó. Mẹ ơi, hay quá. Sương Nhi, Sương Nhi. Mẹ, lúc nãy mẹ đi đâu, suýt nữa con không tìm thấy mẹ. Đừng sợ con trai, mẹ đang ở đây mà. Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con đi, con sợ lắm. Con trai ngốc, mẹ sao lại có thể để mất con chứ. Cho dù con ở đâu, mẹ cũng phải tìm được con. Nhà sản xuất Đổng Chí Cương, tổng đạo diễn Lưu Vĩ, tổng giám chế Cưu Liên Xuân, Lý Lập, giám chế Đổng Chí Cương, biên kịch Triệu Lập Chí, phân cảnh Lưu Vĩ, Hàn Bành, thiết kế tạo hình Lưu Vĩ, tạo hình Cốc Vĩ, Trương Kiệt Sương, Lý Hải Siêu, Kim Ninh, Ngũ Á Văn, Trương Đình Đình, thiết kế bối cảnh Kim Phụng Vân, bối cảnh Trương Cát Doanh, Tào Phương, Ngụy Uy, Đổng Văn Lực, Trương Lâm, đồ họa Vương Nham Phong, Lý Truyền Hồng, ảnh động Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh, Vương Dĩnh, Triệu Văn Tịnh, Triệu Thế Vũ, Điền Nghị, âm nhạc Hoàng Hải Minh, hậu kỳ Lý Lập, Đặng Khiết. Cảm ơn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phật Đà, Hồng Kông.